qua câu chuyện này là con nhé. Chào tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Thì bữa nay tôi cũng quay lại cái câu chuyện của Dũng gầm cầu. Thì đáng lý ra tôi cũng không có muốn nói về cái gia đình của Dũng gầm cầu nữa. Nhưng mà tôi cũng có một chút bức xúc một cái vậy. Là tôi thấy cái đám YouTube này á, là nó cũng vẫn tiếp tục cái bu là nó quay thấm trong bệnh viện. Rồi nó đưa những cái hình ảnh con ngoại già của con Thắm ở đó nuôi, rồi cô con Thắm, cô ghẻ, cô Út mà em của thằng Dũng gầm cầu đó, lại đút nho đút nhãn gì đó cho ăn, là xúm nhau thương con Thắm, lo cho con Thắm, vô trong bệnh viện là ba bốn người rồi tranh cãi với nhau. Ba cái bà già ngoại thì cũng ganh ghét cái con nhỏ cô Út, em của Dũng gầm cầu, nó cũng quay lên ganh tị, tại sao mà con nhỏ nó không có máu mủ, không có dòng họ gì hết trơn á, mà chạy lên đây để mà giành nuôi, còn kêu bả đi về đó thế này thế nọ. Mấy YouTube này cũng quay đưa lên chứ có gì đâu quay. Thì giờ Thắm nó trải qua một cái cơn sanh sản đồ này kia vậy, rồi giờ em bé không còn thì mổ tiệt sản cho từ đây tới về sau nữa là có quan hệ gì nữa cũng khỏi có phải lo bầu chữa rồi thế này thế nọ đó. Thì nằm vài bữa về đó, vậy mà cũng bu lận quay đủ thứ chiêu trò hết trơn cơn. Rồi hả, thở đời nay YouTube gì mà bá dơ bá láp, cái bà đẻ nằm đó mà còn kêu hả Thắm ca đi, Thắm nó ca đi, trời đất ơi, người ta mới sanh mấy ngày, tuy là đứa con không còn nhưng cũng vẫn là sanh đầu đàng hoàng, rồi mổ xẻ tuyệt sản. Mà kêu vô ca đi thử coi mấy YouTube này coi bá dơ bá láp không. Mấy người người ta mới sanh không được nói chuyện nhiều nữa, chứ đừng có nói mà ca hát. Bởi vậy tôi nói cái đám YouTube này nó không có học hành gì hết trơn á, mà nó lên nó nói là cái đám YouTube của nó đó là toàn là học đại học, kỹ sư gì đó, dân có trình độ không à, chứ không phải mà dân bình thường đâu. Trời ơi, trình độ gì mà quay những cái thước phim đạo diễn không có ý nghĩa gì hết trơn, rồi thậm chí đặt cái tiêu đề còn sai chính tả, rồi hỏi những cái câu từ nó thiếu văn hóa, thiếu văn minh, thiếu lịch sự, chẳng hạn như nó hỏi thằng Sang là có cái gì với con Thắm không, thì các cô chú anh chị nào mà có xem cái lúc đầu những cái thước phim mà cái đám này là chiến cùi bắp rồi lại nó điều tra nó hỏi Sang, tôi không thể nào tôi lặp lại, bởi vì tôi lặp lại tôi nghe nó mắc cỡ cái miệng lắm. Chỉ dành cho những cái đám YouTube bây giờ này, cái đám YouTube không có học thức, nó không hiểu biết nên nó không biết hỏi như thế nào cho nó văn minh lịch sự nên nó mà hỏi vậy. Mà nó lên nó xưng hô nó là dân trình độ, dân đại học đồ thế nọ thế kia. Rồi giờ bắt đầu nó lại nó quay cái bà chị hai của Dũng là sao mà bữa đó chị anh Dũng nói chị chữ rủa xả cháu ảnh đồ thế nọ thế kia, các cô chú anh chị thấy YouTube gì bao giờ không? Còn là nó moi móc ra cho gia đình người ta xào xáo để nó có cái chuyện để nó đăng lên. Đáng lẽ thí dụ Dũng nó chữ bới gì thì nó cũng quay lên, thì cái bà này bà cũng biết mà chứ bà không biết ha, bà coi YouTube mới biết chứ. Mà bây giờ nó cũng kêu bà lợi nó đạo diễn cho bà ngồi trong cái quán đó, nó hỏi bà sao bữa đó anh Dũng nói chị nói cái gì đó nên anh Dũng bức xúc, anh Dũng thương cháu anh Dũng nên anh Dũng bức xúc thế này thế kia.
Thì cái bà hai bà trình bày cũng y như mọi bữa. Bà nói là bà đâu có nói gì ha, tại vì bà thấy nói là cái thấm này hả, cái bụng không có máy đồ này kia, thì bà thấy vậy bà góp ý, bà kêu đi khám đi đồ, vậy đủ thừa bà. Thì các cô chú anh chị thấy cái đám YouTube bà dơ không, nó công kích, nó thọt cái này, nó thọt cái kia cho hả, để có chuyện, rồi nó quay nó đăng lên. Mà các cô chú anh chị thấy không? Cái hành động, cái hành vi, cái cử chỉ của ông Dũng cầm cầu này, cái ngay cái ngày đầu tiên mà hả, cháu ngoại nó mất, nó vô nó đập bàn đập ghế rồi hả, nó khóc nó diễn sức như là một người ông thương cháu vậy đó. Nó nói chị nó là tại chị nó rủa nó, bà chị hai nó rủa cha rủa cháu nó đòi chém giết bà chị hai nó. Không biết các cô chú anh chị có nhìn rõ cái hành động với cái cử chỉ, cái khuôn mặt của ông Dũng không, chứ tôi nhìn tôi thấy tôi rất tôi nhìn tôi thấy rất là kỹ. Cái kiểu là nó diễn sức để là cho cộng đồng đồ thấy, nói nó là một người ông ngoại, mà ông ngoại ghẻ mà thương cháu như vậy đó. Rồi bắt đầu tiếp tục là diễn tiếp tục là nói là đứa bé đó sanh ra là cái mặt y như thằng Sang, chính miệng Dũng nói y như thằng Sang. Thì các cô chú anh chị thấy không, tại sao nó phải nói cái câu đó? Nếu nó cứ nói là của đứa con nó của thằng Sang thì tại sao nó không xét nghiệm đi? Trong thời gian qua ai cũng nói là cái bào thai đó là của nó. Chính là các mạnh thường quân của cái kênh chú Minh Kha cũng yêu cầu chú Minh Kha làm cho ra lẽ. Thì vợ chồng của nó lên nói là đã thiến rồi. Rồi lần sau chú Minh Kha lại nói nữa. Bây giờ nếu mà anh chị nói là anh Dũng đã thiến thì bây giờ muốn cho sáng tỏ trắng đen rõ ràng thì giờ đi theo tôi chở đi lên bệnh viện khám. Thì con Huệ nó mở miệng ra nó nói là không có thiến. Tại cái kênh Thanh Phương đó đó kêu nói vậy để cho Mạnh Thường Quân cho tiền. Thì các cô chú anh chị thấy sao? Đó. Rồi lần sau nữa là cái kênh của cái em lang thang miền quê, tôi có coi cái clip đó, là cái cô Mạnh Thường Quân đó ở bên Đài Loan là nhờ cái kênh lang thang miền quê đó là gửi cho cái con thấm này 10 triệu đi sanh, dưới điều kiện là thằng Dũng này phải đi xét nghiệm ADN. Thì thằng Dũng nó từ chối liền, nó nói không có người nhận rồi. Thì các cô chú anh chị nghĩ đi, còn nếu mà nó không hai lần nó từ chối, nó không có chịu theo lời của cộng đồng Mạnh Thường Quân, thì bây giờ này con nhỏ đó sanh ra như vậy không còn, thì mình xét nghiệm đi thử coi phải con của thằng Sang hay không, hay là con của một người khác, hay là con của một ai đó. Thì mình mới nhận định là con của người đó, người kia. Còn cái này không có cái gì hết trơn. Đem hết đứa bé chôn, dội vàng chôn, cái bằng chôn gấp rút. Chôn để mà phi tan cái xác để cho mèo, chó nó lôi, nó ăn. Mà giờ vẫn nói là con của thằng Sang. Từ cái con Huệ cũng vậy, giống y như thằng Sang à. Cái tráng không có hối ngàn, tráng không có hối gì hết trơn, đâu có ai kêu khai đâu các cô chú anh chị. Mà tự chồng cũng nói là con giống y như Sang, còn con Huệ cũng nói giống y như Sang. Cái đầu không có hối, cái lỗ mũi cao đó. Thì các cô chú anh chị nghe từng chi tiết giữa thằng Dũng gầm cầu và con Huệ nó nói về đứa bé đó. Rồi cứ nói là con của thằng Sang mà không có cái gì để làm bằng chứng hết trơn. Chẳng qua là những ngày đó là mấy cái kênh YouTube này lại nói thằng Sang, hăm dọa thằng Sang. Thì nó là con nít, nó đâu có biết gì.
Thì nó nghe nói vậy thì nó cũng sợ, như hơn nữa cho tiền nó nữa. Ngư thì hù vợ, còn ngư thì nói ờ có thì chịu đồ này kia đi, còn không thì mày cứ nói à, mày có giỡn đồ này nọ đi rồi ha, cho tiền. Con nít tham tiền mà, chứ hơn nữa là gia đình của con nhí này cũng vậy, không có bình thường đó. Còn nếu mà mình muốn rõ ràng để cho mình khi đứa bé không còn, mình muốn cho sáng tỏ này nọ, mình không bị mang tai mang tiếng, thì kêu mấy anh em YouTube đó. Thời gian qua là tôi không có muốn nói, tại vì con Thắm nó còn chưa có sanh, nên cứ người này người kia kêu tôi đi xét nghiệm, không tin tôi. Rồi bây giờ này đứa bé không còn nữa đó, tôi muốn làm cho sáng tỏ thì giờ tôi không có tiền. Mấy em mấy chú này kia đó hùng ngự chích chích gì đi, ít tiền đi rồi cho tôi đi xét nghiệm cho rõ ràng đi, để tôi khỏi cái bị quan. Mấy kênh YouTube này nó sẵn sàng liền, phải không các cô chú anh chị? Đằng này không làm cái gì cho rõ ràng hết trời trơn, thậm chí chôn một cái xác con người. Tuy là nói là sanh ra không còn, nhưng cái thai nhi này nó cũng đầy đủ. Nó nói là 3 ký mấy, ẩm nặng vậy lắm. Ba hỏi nói 3 ký mấy, ba hỏi nói 3 ký rưỡi, 3 ký 8. Đó chính là Dũng nói, các cô chú anh chị nào có xem thì sẽ rõ. Thì nó cũng đã thành là một con người rồi. Mà tại sao mình đi chôn cái kiểu như vậy, chôn dập chôn dùi chôn cái bằng nó chưa đầy 3 tấc đất rồi chôn cái kiểu đó, rồi chó nó lôi mèo nó quào đi rồi vài ngày là mất xác. Vậy mà lên khóc nói là thương cháu thế này thế nọ. Nếu mà thương cháu thì người ta phải chôn một cái nơi nào cho an toàn, có đất có đai bên nhà của ba vợ, ông ngoại ông nội vợ gì đó, chôn cái hài nhà cốt nhỏ nhỏ, đâu có tốn bao nhiêu đất đâu. Mà hơn nữa ở quê mà, chứ đâu phải như ở trên các chỗ thành thị đồ phải mua đồ đâu. Mà cái này lật đật chôn. Rồi mấy YouTube này nó mớm là nói tại vì anh gấp quá, anh bối rối quá nên anh chôn đại. Cũng mấy YouTube này nó không có tìm ra những cái quẩn khúc gì của ông Dũng cầm cầu hết, toàn là nó cứ nhận cho ông Sang không. Đến giờ này cũng vậy, nó chạy qua bên nhà con nhí, nó kêu nhí sao có hay tin gì không, đi thăm cháu nội đi. Rồi bắt đầu kêu thằng Sang đi lên thăm con đi, mua sữa cúng cho con đi, nghe tin vậy có buồn không. Thằng Sang nó bình thường thì nó đâu có gì đâu mà nó phải buồn. Hơn nữa nó còn nhỏ nữa, nó tự nhiên gán ghét cho nó vợ chồng cha đồ này kia. Thử coi YouTube gì mà đi gán ghét cho một cái thằng con nít mà nói là sắp làm cha. Rồi kêu em anh thương em đồ khi này thế nọ. Trời đất ơi, bởi vậy cái đám YouTube này nó thật các cô chú anh chị, nó là cái dạng không có học, nên nó chỉ biết câu like câu view những cái câu chuyện xàm xí, nó cũng bu là nó quay. Nên tôi rất là bức xúc cái câu chuyện của Dũng gầm cầu này. Rồi bây giờ cứ quay cái bà chị hai Dũng hỏi thế này thế nọ. Tại sao mà bữa đó anh Dũng chữ chị nói thì sao bư móc ra. Thử coi YouTube gì vậy, làm cho chị em ta xào xáo gây gỗ với nhau. Thử coi làm YouTube chỉ kiếm like kiếm view mà không có một cái ý thức gì hết trời trơn. Rồi giờ các cô chú anh chị thấy không, vẫn tiếp tục mồi chài tiền của Mạnh Thượng Quân. Giờ ngày ngày bu vô quay chả có cái chuyện gì hết trời trơn, trong khi con nhỏ này nó triệt sản rồi nó sanh con mà bây giờ nó vô nó kêu hát đi Thắm, hát đi Thắm.
Trời ơi, cái người người ta mới sanh ha là không có được nói chuyện nhiều, cần phải nghỉ ngơi đồ. Đằng này hả, trời ơi, bu vô quay rồi còn biểu ca hát, rồi hỏi những cái chuyện kia bằng dớ dẫn. Vậy mà nó nói là những cái kênh anh em tụi tôi là có học hành đại học tiến sĩ, thạc sĩ, trình độ đại học, lực đồ ra không. Các cô chú anh chị thấy không? Cái đám YouTube này không phải nói chứ thiệt. Tự nó PR cho nó, thậm chí nó đăng cái tiêu đề còn sai chính tả nữa. Rồi nó mớm lời những cái câu hỏi con Thắm nó hỏi hả? Cái người mà bình thường, cái người mà người ta không có bị tưng tưng á, mà người ta không hiểu để người ta trả lời. Bởi vì nó hỏi những cái câu ngu dốt. Còn cái đằng này, cái con này nó cũng đâu có được khôn lanh đâu, mà đi hỏi những cái câu cái người tỉnh còn không biết trả lời. Đừng nói chi cái người khờ. Thử coi YouTube cái dạng không có học hành, không có hiểu biết, nên đâu có cái trình độ để mà nói chuyện cho nó dẫn chuyện cho nó đúng, nó hay. Bởi vậy nên tôi cũng mong rằng các cô chú anh chị cần phải tẩy chay những cái kênh YouTube này nè, YouTube mà bá dơ bá láp ở miền Tây này nè, không phải tôi quơ hết cả nắm ha. Ở miền Tây thì cũng có nhiều kênh người ta làm rất là tốt. Chỉ có mấy cái kênh mà quay con xiên nái nè, xiên nái hủ hí nè, rồi năm sầu riêng rồi đó. Rồi giờ là bu lại quay Dũng Gầm Cầu đó, là cái băng nhóm này nè, là nên tẩy chay nó, đừng có tin tưởng nó, tại vì nó đạo diễn cho nhân vật không à. Mình giúp cho cái trường hợp mà xuyên ăn nhắc làm à, chẳng khác nào mình tạo cho nó có cơ hội ăn mài ăn xin, nó không thèm mà đi lao động. Cứ kêu YouTube lại diễn hết cái này, diễn hết cái kia. Thì có những mạnh thường quân mà người ta mới vô xem, người ta đâu hiểu đâu. Người ta nhảy vô, người ta cho. Đó, chẳng hạn như Dũng Gầm Cầu này, các cô chú anh chị thấy, nó đâu có làm gì đâu. Nó đâu có làm gì. Nên nó ở với cái con quệ này, nó nay mấy chục năm gì, toàn là bám cái gầm cầu ở không. Đâu có lao động, đâu có chịu cực, chịu khổ làm để mà có nhà, có đất. Thậm chí không có tiền để mướn nhà trọ ở nữa. Thì đủ hiểu rồi. Cứ bám vào cái tình thương của cộng đồng để mà mồi chài tiền của mạnh thường quân ăn. Nói là hồi trước nó không có YouTube quay hay sao, nó có đi làm hay không. Thì hồi đó không có YouTube quay thì mày không có đi làm, hay là mày có đi làm gì cũng đâu ai quan tâm. Đó thì tao nghĩ lúc đó chắc mày cũng chả có đi làm gì. Đó. Mày cũng dễ ăn mài, ăn xin. Còn không mà chắc cũng đi ăn giật, ăn dọc. Đó. Nên rất là bức xúc cái đám này các cô chú anh chị.